xử phạt một người đăng bài sai sự thật khi ông Thích Minh Tuệ qua Quảng Trị. Một phụ nữ ở Quảng Trị bị phạt 5 triệu đồng vì đăng bài, chia sẻ nội dung sai sự thật liên quan đến việc ông Thích Minh Tuệ đi qua Quảng Trị. Ngoài ra, 16 trường hợp khác đang được xác minh. Ngày 13 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử phạt một phụ nữ ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, 5 triệu đồng vì đăng bài, chia sẻ nội dung sai sự thật liên quan đến việc ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, đi qua Quảng Trị. Ngoài ra, 16 trường hợp khác đang được xác minh. Xử phạt một ngư y đăng bài sai sư thả tờ khi ông Thích Minh Tuệ qua Quảng Trị trước đó. Qua rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều người lợi dụng vụ việc ông Thích Minh Tuệ đi qua địa bàn Quảng Trị, cũng như những lời nói, hành động giữa ông Thích Minh Tuệ với lãnh đạo xã Hiền Thành, Hát, Vĩnh Linh, để đăng tải, chia sẻ, bình luận xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật về cấp ủy, chính quyền và người dân. Hành vi này ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hình ảnh của người Quảng Trị. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đã xác minh, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T.A, 49 tuổi, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, số tiền 5 triệu đồng. Hiện đơn vị này đang tiếp tục xác minh, xử lý 16 trường hợp có nhiều dấu hiệu vi phạm hành vi tương tự bà A. Theo Công an tỉnh Quảng Trị, mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội cần thận trọng, cần nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ, đăng tải thông tin, ý kiến về vấn đề, sự vật, hiện tượng xảy ra trong đời sống xã hội, không phát ngôn cảm tính, phán xét tùy tiện, cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng và nghe theo sự lôi kéo, kích động của những người có mục đích xấu. Mọi hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.